Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Chương trình trưa nay, ngày 23 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý. Ký ức về Tổng Bí thư những năm tháng cuối đời của các cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Quân đội Trung ương 108. Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường cấp độ 1 trong thời gian tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thị xã Phú Mỹ thu ngân sách quý 2 năm 2024 tăng 27% so với cùng kỳ. Ghi nhận về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nội dung được chuyển tải trong tiêu điểm chương trình trưa nay. Thưa quý vị, những ngày qua khi trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngừng đập đã khiến cho người dân Việt Nam và nhiều bạn bè quốc tế hụt hẫng tiếc thương. Với các cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Quân đội Trung ương 108, những người chăm sóc Tổng Bí thư trong những ngày cuối đời, thì hình ảnh về vị lãnh đạo tài đức, gần gũi, thân tình sẽ mãi trong trái tim. Có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt đối với không chỉ mình và đối với cả nhân viên trong khoa. Đó là mỗi một lần mà bác tập luyện để cho đôi chân của bác dẻo dai thì bác có hát bài hát về Bắc Sơn. Bắc Sơn nơi đó xa trường xưa, Bắc Sơn đầy núi rừng chiến khu. Căn phòng bệnh này chỉ vỏn vẹn chưa đầy 16 m², nhưng ngày hôm nay bỗng tĩnh mịch, trống trải đến lạ thường. Chiếc ghế này vẫn còn nguyên tại đây. Hình ảnh Tổng Bí thư vẫn ngồi mỗi buổi sáng để lặng lẽ ngắm nhìn ra cửa sổ như vẫn hiện hữu. Chiếc bàn làm việc vẫn còn nguyên những tờ báo, cũng là thói quen thường ngày của Tổng Bí thư bên giường bệnh. Những hình ảnh đó nay chỉ còn lại trong ký ức của những cán bộ y bác sĩ khoa chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương thuộc Bệnh viện Quân đội Trung ương 108. Thấy cảm giác lúc đấy lúc tôi thấy rất là buồn và cảm giác có một cái gì trống vắng lắm mà không thể tả được. Ai cũng thấy rằng là không hiểu làm sao trong người nó có một cái cảm giác gì hụt hẫng lắm, không thể tả nổi. Nhưng mà thật sự là thương tiếc, tôi không làm gì để hơn được để mà kéo dài cuộc sống của bác. Giản dị, mộc mạc, gần gũi, thân thiện không chỉ là những ấn tượng sâu sắc trong lòng những y bác sĩ đã tận tụy chăm sóc vị lãnh đạo cao nhất trong đảng những ngày tháng cuối đời, mà tinh thần làm việc hăng say, tận tụy vì nước, vì dân đã trở thành bài học quý giá cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện khi được chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt. Nhân viên ở trong khoa thì bác nhớ tên hết. Bác thường còn hay hỏi thăm chúng tôi là chồng làm ở đâu, rồi là con cái học hành, các cháu học lớp mấy, đi làm có xa không, nhà ở đâu. Cứ như là một người ông, người cha trong gia đình hỏi han con cháu mình ấy. Cán bộ nhân viên Bệnh viện Trung Quân đội 108 luôn luôn đặt một cái tình cảm rất là trân quý, kính trọng, rất là gần gũi. Không phải vì là một người lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng mà cho mình ở một cái vị trí cao. Và đó chính là bài học đầu tiên mà mỗi cán bộ nhân viên của Bệnh viện Trung ương 108 và đặc biệt các đồng chí lãnh đạo và cá nhân tôi là giám đốc bệnh viện thì tôi cảm thấy rằng đấy là bài học lớn nhất. Một đồng chí Tổng Bí thư giản dị, trách nhiệm, kiên cường vượt qua những cái khó khăn về sức khỏe để cống hiến. Dù đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, nhưng Tổng Bí thư vẫn luôn dành nhiều tình cảm, quan tâm đặc biệt đến ngành y tế. Đây là động lực để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, lương y như từ mẫu, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, xét đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề xuất nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người lao động về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 trong thời gian tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thời gian áp dụng từ 17 giờ ngày 22 tháng 7 đến hết 24 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Trong thời gian này, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam báo cáo tình hình công tác đảm bảo an ninh hàng không qua địa chỉ thư điện tử của cục vào khung giờ từ 14 giờ đến 15 giờ hàng ngày. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh BRT. Chương trình trưa nay tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phú Mỹ vừa diễn ra nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế của thị xã Phú Mỹ giữ vững đà phát triển ổn định với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ. Thu ngân sách được giao đạt 55% nghị quyết, tăng 27% so với cùng kỳ. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông kết nối được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác quản lý thu hoạch đất đai, trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Thị xã đã hoàn thành đề án thành lập các phường và thành phố Phú Mỹ, trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thống nhất chủ trương và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Tại hội nghị lần thứ 19, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phú Mỹ đã tập trung thảo luận nguyên nhân, đề ra giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chỉnh trang đô thị, tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, kéo giảm tai nạn giao thông. Ban tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị học tập quán triệt các quy định chỉ thị kết luận của Bộ Chính trị cho toàn thể cán bộ đảng viên công chức, người lao động trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung chỉ thị số 35 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kết luận số 83 năm 2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, quy định số 144 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Từ ngày 19 tháng 7 đến hết ngày 22 tháng 7, hơn 210 giáo viên trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Lớp tập huấn do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ tổ chức. Các giáo viên mầm non huyện Đất Đỏ được hướng dẫn kỹ năng sơ cứu, phòng tránh và xử lý một số tình huống nguy hiểm, bệnh thường gặp ở trẻ em, nội dung các hình thức và phương pháp sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở giáo dục mầm non, đổi mới và nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở giáo dục mầm non. Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ giáo viên mầm non nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để vận dụng sáng tạo phù hợp vào công tác giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền vừa trao tặng 35 thẻ bảo hiểm y tế, 30 suất quà, 50 suất học bổng, 3 chiếc xe đạp cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí trao tặng đợt này hơn 51 triệu đồng do tổ chức Association Enfants U Việt Nam tại Thụy Sĩ tài trợ. Khối phận phường Long Hương, thành phố Bà Rịa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức trao học bổng cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Thực hiện mô hình dân vận khéo, mẹ đỡ đầu giai đoạn 2022-2025, gần 3 năm qua với nguồn vận động gần 270 triệu đồng, khối dân vận phường đã trao tặng hàng trăm suất học bổng, quà cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại lễ phát động thực hiện mô hình vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố sáng xanh sạch đẹp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Hương, thành phố Bà Rịa đã trao 100 thùng đựng rác thải cho các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Cách mạng tháng 8, tổng kinh phí 20 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Sau hơn 20 ngày triển khai luật căn cước, Công an huyện Đất Đỏ đã thu nhận 605 hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước.
Để triển khai thực hiện luật căn cước đạt hiệu quả, Công an huyện Đất Đỏ đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị, giải quyết yêu cầu cấp thẻ căn cước của người dân, đồng thời phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền những điểm mới và tiện ích của thẻ căn cước, rà soát và thông báo thời gian, địa điểm, các giấy tờ cần thiết để người dân có sự chuẩn bị khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Thưa quý vị, những năm qua, song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn đặc biệt quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công. Đó không chỉ là nhiệm vụ, là trách nhiệm, mà còn là sự trân trọng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước. Hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, những ngày này, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên và tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Năm nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dành nguồn ngân sách hơn 18,4 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong đó hơn 15,3 tỷ đồng để trợ cấp lễ cho gia đình chính sách. Ghi nhận về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nội dung được chuyển tải trong tiêu điểm chương trình trưa nay. Đoàn lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã đến thăm tặng quà các thương binh và gia đình liệt sĩ trên địa bàn. Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách và bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh cống hiến của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ niềm vui và dành lời cảm ơn trước sự quan tâm thăm hỏi của lãnh đạo thành phố. Đoàn lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đã đến thăm ba gia đình chính sách người có công trên địa bàn xã Xuyên Mộc. Tại các nơi đến, lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh cống hiến của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dịp này, đoàn đã đến kiểm tra công tác duy tu sửa chữa đền thờ liệt sĩ liên xã Phước Bửu, Phước Thuận. Tại đây, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đề nghị chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và các quy định về đầu tư xây dựng. Đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân anh hùng lực lượng vũ trang Châu Văn Biết cùng các thương binh trên địa bàn, lãnh đạo huyện Đất Đỏ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh của các gia đình, của những thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Dịp này, lãnh đạo huyện chúc các gia đình chính sách luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Dịp 27 tháng 7 năm nay, thành phố Bà Rịa lập 36 đoàn lãnh đạo đến thăm hỏi tặng quà 334 gia đình chính sách người có công trên địa bàn thành phố. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố gửi lời thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình chính sách người có công, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cố gắng giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu tiếp tục công tác học tập tốt, đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Hội người tù kháng chiến thành phố Bà Rịa tổ chức họp mặt các cựu tù chính trị nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong cuộc sống thời bình ngày nay, mặc dù tuổi cao sức yếu và thương tật, nhưng các cựu tù năm xưa vẫn giữ gìn phẩm chất tốt đẹp, tiếp tục cống hiến và có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng kinh tế xã hội địa phương. Đặc biệt, các cô chú cựu tù luôn là tấm gương sáng ngời, là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ noi theo. Dịp 27 tháng 7 năm nay, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Long Điền đã thành lập các đoàn đến thăm trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công lòng đất và 13 đối tượng chính sách người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Long Điền đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt hàng ngày, bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh của các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Lãnh đạo huyện động viên các gia đình tiếp tục sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Đối với huyện Long Điền và Long An đấy, thì đã cố gắng để mà tổ chức các cái ngày 27 tháng 7 hàng năm rất là long trọng và đặc biệt là chú trọng. Những về vấn đề tinh thần, cái thăm hỏi động viên như vậy chúng tôi hôm nay, dạ, thì bạn tôi là rất là cảm ơn. Cô vui mừng lắm, 27 tháng 7 nhân dịp dài mà được sự quan tâm của huyện xã xuống mà thăm sức khỏe cô, tặng quà cho cô. Cô rất là cảm ơn, cô cũng cảm động thiệt. Dạ. Nhớ lại những ngày mình đã
hy sinh xương máu, nay là coi như tuổi trẻ có con tới thăm sức khỏe của cô mừng lắm. Huyện Long Điền còn vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp gần 60 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cho hai gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện. Cảm ơn các ban ngành đã quan tâm tới gia đình của chúng tôi. Tôi cũng rất vui mừng và cảm ơn các ban ngành cũng sửa trang cho quan tâm. Tôi cũng rất vui mừng và để thờ cúng cho cha mẹ tôi. An cư thì mới lạc nghiệp, có căn nhà khang trang để thờ cúng cha. Đó là điều mong muốn của tôi. Năm nay trên chính quyền địa phương và bên thương binh liệt sĩ, các cấp lãnh đạo đã cho, tôi rất chân thành biết ơn. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, huyện Long Điền có 1.145 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh. 180 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh Hùng. 510 thương bệnh binh và hơn 1.000 người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến và hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày. Thực hiện chính sách đối với người có công, trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Long Điền đã chi trả các chế độ liên quan đến người có công cùng thân nhân với tổng kinh phí trên 7,6 tỷ đồng. Hơn 3.600 lượt đối tượng được nhận quà với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Trên dịp 27 tháng 7 năm nay, huyện Long Điền có gần 3.300 lượt đối tượng chính sách người có công được nhận quà từ trung ương, tỉnh, huyện với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng. Trên địa bàn của huyện, không riêng gì những ngày 27 tháng 7 mà những ngày lễ lớn hàng năm, thì huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam của huyện cùng với các cái ban ngành đoàn thể của huyện cũng tổ chức nhiều cái đoàn để đến thăm, chia sẻ, động viên những cái ngày lễ lớn nhằm thể hiện cái sự tri ân đối với những người có công giúp đỡ cách mạng. Qua cái sự tìm hiểu, trao đổi, động viên thì hiện nay đa số gia đình chính sách người có công trên địa bàn của huyện thì đều có mức sống trên cái mức trung bình. Đền ơn đáp nghĩa là dòng chảy vô tận, bởi không có sự bù đắp nào cho đủ với những hy sinh mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Đạo lý trách nhiệm này không chỉ với người đang sống hôm nay, mà còn của các thế hệ nối tiếp nhau tại huyện Long Điền. Ngoài chăm lo cho các gia đình chính sách người có công, Bà Rịa Vũng Tàu còn đặc biệt chú trọng việc bảo tồn, tôn tạo dấu tích lịch sử, những công trình tri ân mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng. Một trong những công trình tiêu biểu là Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Trong những ngày tháng 7 này, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh luôn ấm áp bởi các hoạt động thăm viếng, tưởng nhớ tri ân của các thân nhân liệt sĩ và cả các đơn vị tổ chức cá nhân trong tỉnh. Nghĩa trang liệt sĩ những ngày tháng 7 nhuộm đầy sắc đỏ bởi hàng loạt bông trang nở rộ. Những ngày qua, các bạn trẻ này tăng cường quét dọn các tỉa cây, lau chùi và cắm hoa ở các phần mộ, có phần tạo cảnh quan sạch đẹp trong khuôn viên nghĩa trang. Đối với các đồng chí cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên thì rất là háo hức và mong muốn được tham gia các hoạt động này để thể hiện lòng biết ơn và tri ân đến các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng đã có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì với những cái công việc nhỏ của chúng tôi thì cũng một phần thì để giáo dục cái lòng truyền thống yêu nước của các đồng chí đoàn viên. Ngoài ra thì thông qua cái hoạt động này thì cũng là để gia đình chính sách cảm thấy ấm lòng hơn. Thân nhân liệt sĩ, những đồng đội năm xưa từ khắp nơi cũng về đây để thắp nén hương thơm trên từng phần mộ, nghiêng mình tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Tôi cũng về đây mỗi khi là kỷ niệm ngày 27 tháng 7, có khi là về đúng ngày, có khi là về trước. Nhưng mà về đây thì lúc nào cũng thấy khang trang lịch sử, các anh đồ hoa kiển nó sạch sẽ lắm. Thì thấy cũng an ủi và ấm lòng. Tôi lại đây cũng mấy năm về trước ở đây thì cũng lại thấy nghĩa trang ở đây thấy làm sạch sẽ. Mà khang trang là thấy thân nhân thì đây là một anh thì đến đây thì thăm thì mình thấy cũng rất là hài lòng và vui vẻ.
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được xây dựng từ năm 1976, có diện tích khuôn viên khoảng 4 hecta. Đây đang là nơi yên nghỉ của 3.280 anh hùng liệt sĩ. Những năm qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều dành nguồn kinh phí để tu sửa, cải tạo các hạng mục tại nghĩa trang. Gần đây nhất vào năm 2016, tỉnh dành gần 160 tỷ đồng để tu bổ chỉnh trang nhiều hạng mục. Và cuối năm 2021, công trình đã hoàn thành. Song song đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tăng cường các hoạt động kết nối với thân nhân, gia đình liệt sĩ, tìm kiếm, bổ sung, hoàn thiện các thông tin trên các bia mộ. Phần tiêu điểm 60 cộng đã khép lại chương trình trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến hết chương trình. Rất mong được gặp lại quý vị trong các chương trình bản tin thời sự tiếp theo.